Đại đức Tăng ni Việt Nam, sự hiện diện của ông Trần Tấn Người, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, quý đại diện các sở ban ngành, thành viên Hội Nhiếp ảnh, Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí, các bạn yêu nghệ thuật, quý Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh, xin cùng vỗ tay hoan nghênh đón mừng các vị quan khách của chúng ta hôm nay. His Holiness and we introduce Mr. Chen Tấn Người, the Vice Chairman of the Fatherland Front of Ho Chi Minh City, and this guest from Ministry of Culture, People's Committees of Ho Chi Minh City, and various public audience and press media. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Tấn Người cùng tiến sĩ Thang Đức Thắng, đại diện của các cấp chính quyền cũng như là đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí. Xin các ngài các ông cùng trên xin mời ông Thang Đức Thắng ạ. Xin mời ông Thang Đức Thắng, đại diện cơ quan thông tấn báo chí, ông cũng sẽ lên trên khán đài. Next we invite Mr. Chen Tấn Người and Mr. Thang Đức Thắng on behalf of the people of Ho Chi Minh City and the press to come to the stage to join Holiness and His Eminence. Sau đây thì là một cái phần chương trình chính thức ra mắt cuốn sách theo truyền thống của Kim Cương Thừa. Thì chúng con xin cung thỉnh Đức Pháp Vương và xin cung thỉnh ông Trần Tấn Người, hai ngài cùng bước lên trên phía trên của khán đài và xin mời một ban lễ tân. Vâng, trước đấy chúng ta cũng sẽ có một phút để theo dõi một cái clip, video clip giới thiệu về cuốn sách Thác Mộc Mỗi Ngày, tác phẩm mới nhất của Đức Pháp Vương trước khi tiếp tục ra mắt, chính thức bắt đầu. And now, before the ceremony of launching the book Everyday Enlightenment, may we give a quick presentation of the book. Sau đây giờ phút long trọng và linh thiêng của chương trình ngày hôm nay bắt đầu. Chúng con xin kính mời Đức Pháp Vương và ông Trần Tấn Người, chúng ta cùng hai ngài cùng bước lên phía trên của lễ đài ạ. Và xin mời ban lễ tân mang cuốn sách lên trên. Xin các em chuẩn bị có vâng. Now's the holy moment where we invite Your Holiness and Mr. Trần Tấn Người to conduct the launching of the book. May we invite Your Eminence to witness. Trong lễ này, ngài Đức Pháp Vương và ông Người sẽ cùng gỡ trước trong các tường và mở ra, và sau đó chúng ta sẽ thấy cuốn Thác Mộc Mỗi Ngày là ấn phẩm mới nhất của Đức Pháp Vương được giới thiệu chính thức tại Việt Nam. Xin cùng vỗ tay hoan nghênh đón chào Đức Pháp Vương tại Việt Nam và tác phẩm mới nhất của ngài đối với bạn đọc và Phật tử ở đất nước Việt Nam ạ. Thank you.
your toast one more time. Yes. Yes. Xin trân trọng cảm ơn Đức Pháp Vương, Đức Chị Vương và ông Trần Tấn Ngời ạ. Thank you very much, Your Holiness, Your Eminence, Mr. Chen Dan. Please can be very simple. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, có đôi lời phát biểu nhân sự kiện ra mắt cuốn giác mộ mỗi ngày của Đức Pháp Vương Gao Rupa. Xin mời quý vị invite Mr. Chen Tấn Ngời to have a few words on this special occasion. Kính bạch Đức Pháp Vương Jayamandal Rupa và Đức Nhiếp Kính Vương Rupa Thuksay Rinpoche. Kính thưa các vị quan khách, các cơ quan thông tấn báo chí và quý Phật tử hiện diện ở đây. Hôm nay là một ngày cát tường. Chúng ta cùng chào đón Đức Pháp Vương trong sự kiện giới thiệu sách Giác Ngộ Mỗi Ngày của Ngài tại Việt Nam. Cũng đồng thời là hoạt động Phật sự đầu tiên của Đức Pháp Vương và tăng đoàn Rút Ban tại khu vực phía Nam. Trong Đạo Phật, việc hạnh ngộ một vị Phật sống, đặc biệt khi đó là Đức Pháp Vương, Phật hiện thân Đức Phật Quan Âm, Đại Từ Đại Bi, thể hiện chúng ta đã có nhiều phúc đức. Phúc đức này đến từ nỗ lực sống tốt, sống đẹp của mỗi người, và điều đó sẽ mang đến hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Khi mọi người đều sống trong sự trân trọng, hiểu biết, yêu thương, chúng ta sẽ có được cộng đồng hòa hợp, đoàn kết, hạnh phúc, vững mạnh. Tôi thấy đây là những điều Đức Pháp Vương chia sẻ qua các chuyến viếng thăm Việt Nam, và cũng là những gì Ngài muốn chia sẻ qua từng trang sách của cuốn Giác Ngộ Mỗi Ngày. Giác ngộ mỗi ngày cũng chính là hạnh phúc, hòa hợp mỗi ngày. Đây là mục tiêu lớn nhất chúng ta cần đạt được trong cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và trên tư cách những người được giao trách nhiệm chăm lo phát triển hạnh phúc và sự đoàn kết hòa hợp cộng đồng, chúng tôi rất hoan nghênh sự hiện diện của Đức Pháp Vương và tăng đoàn Rút Ban. Xin kính chúc chuyến viếng thăm đầu cầu nguyện quốc thái dân an của Ngài và tăng đoàn tại miền Nam gặt hái nhiều thành công. Kính chúc quý vị tìm được chìa khóa của hạnh phúc an lạc qua từng trang sách Giác Ngộ Mỗi Ngày. Respectful homage to Your Holiness the Gyanwan Trungpa, respectful homage to Your Eminence Trungpa Thuksay Rinpoche, and homage to the Venerables and Sangha. Dear distinguished guests, members of the present Buddhist devotees present here today. Today is a very auspicious day. We all welcome His Holiness to this book launch, the Vietnamese version of the Everyday Enlightenment. This is also the first event of Holiness and Sangha in South of Vietnam. In Buddhism, being able to meet a living Buddha, especially the true emanation of the great Compassion Avalokiteshvara, is often a sign and result of many positive merits that we have accumulated. This fortune came from effort to live positively, to achieve happiness, peace, and success in life. When everyone lives in appreciation, understanding, and love, we will have a strong and harmonious community. I could observe that these were that Holiness had been sharing during your past visit to Vietnam, and also what you have shared in each page of Everyday Enlightenment. Every enlightenment is also every happiness, everyday harmony. This is the main goals we should have in life. On behalf of the local authorities of Ho Chi Minh City and of those in charge of developing the happiness and harmony in a community, we heartily welcome the presence of Your Holiness and the Drupa Sangha. Please accept our wish for your visit to Vietnam to achieve great success for the peace and prosperity of our nation. May every reader find key to happiness with each turn of this book, Everyday Enlightenment. Để tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ bước vào cái phần giao lưu với tác giả cuốn sách là Đức Pháp Vương. Thế thì trước cái mục giao lưu này thì chúng tôi cũng rất là
hân hạnh được giới thiệu với quý vị và cũng xin trân trọng kính mời tiến sĩ Thang Đức Thắng là tổng biên tập của báo điện tử VN Express, là một người cũng rất là ngưỡng mộ và cũng có cái duyên là được đăng tải thông tin về Đức Pháp Vương trong chuyến hành trình lần thứ 5 với chủ đề là yêu thương trong hành động của Ngài. Thì cũng xin mời ông Thắng ạ, xin bước lên trên đài này để có đôi lời chia sẻ với tất cả quý vị ạ. Where we invite Mr. Thang Đức Thắng, the editor-in-chief of VN Express. Bí thư Đức Pháp Vương, tôn kính. Bí thư Đức Nhân Chính Vương, tôn kính. Bí thư tất cả các quý vị. Most respectful to Your Holiness, most respectful to Your Eminence, and dear Vipassana, this is dear ladies and gentlemen. Tôi với tư cách là một người đọc của cuốn sách và cũng được cái ưu ái của ban tổ chức xin có đôi lời chia sẻ một lễ một cảm tưởng của mình. On behalf of the majority of the audience and the press, may I share with you our understanding and feeling of the everyday enlightenment day. Năm nay tôi đã 58 tuổi và cái cuộc đời đã dài của mình nhiều chục năm phấn đấu và cũng qua cái chia sẻ của bạn bè thì cũng đã có lúc giống như nhiều người cũng như dừng lại và tự hỏi là mấy chục năm qua mình phấn đấu như vậy, mình làm lụng như vậy, mình tranh đấu như vậy thì để được những cái gì? Và cũng có cái chia sẻ của những đồng nghiệp và những bạn bè của tôi, nhiều khi cũng thấy rằng là cái cố gắng của mình trong từng đấy năm không hẳn là đã đúng, không hẳn là đã cái mà mình thực sự cần trong cuộc đời này. Và những lúc như vậy, bỗng nhiên thấy rất cần có một người thầy, một ai đó thật sự tin cậy và thông tuệ để có thể chỉ ra cho mình là những phân đấu đấy có đúng hay không. Thật sự rất cần một người thầy mà mình rất là tin cậy. Thế rồi, tôi nhận được cuốn sách Everyday Enlightenment. Riêng cái tên của nó thôi đã là một cái sự khám phá đối với tôi. Bởi vì để mà giác ngộ thì theo tôi hiểu là phải là một sự tu tập gian khổ nhiều năm trời, có khi một đời người không đủ. Mà bỗng nhiên tôi nhận thấy một cái tên gọi cuốn sách là có thể mỗi ngày giác ngộ được, một cái tên rất là đẹp, một tên cuốn sách rất là kỳ diệu. Và vì vậy tôi đã chăm chú để xem rằng những điều gì mà hiện thân của Phật có thể trực tiếp chia sẻ cho tôi. Và tôi đã khám phá ra hết những điều này đến điều khác bằng một cái cách trình bày rất là giản dị, rất là dễ hiểu, thuyết phục. Chúng ta sẽ đọc và mỗi người có cái cảm nhận, có cái thu hoạch riêng của mình. Riêng với cá nhân tôi thì trong cuốn sách này có hai điểm làm tôi thấy rất là rung động với cá nhân. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này một cái bí quyết quan trọng để gặp nhiều may mắn là cái lòng biết ơn. Và trong cuốn sách này đã đề cập đến cái lòng biết ơn này rất là sinh động. Đặc biệt những trang mà Đức Ngài Pháp Vương viết về cha mẹ của mình thì thật là xúc động. Người cha khi mà biết Ngài rất yêu thích ngựa hoang thì đã dẫn Ngài đi xem những con ngựa hoang như thế nào. Từ cái cử chỉ của người cha và người mẹ
và cái nỗi xót thương người cha mẹ đã phải sớm chia cách với mình từ nhỏ như thế nào, thực sự làm cho tôi nhớ lại những cảm xúc của chính cá nhân mình với cha mẹ mình. Và cái lòng biết ơn đấy làm cho thấm sâu vào tận đáy lòng của mình. Điểm thứ hai mà tôi rất là ghi nhận trong cuốn sách này với cá nhân mình là những cái giảng giải về bản ngã. Bản ngã thực chất là những cái nhãn mác mà chúng ta tự gán cho mình hay là những người khác đã gán cho mình. Tôi có một người bạn một lần bày tỏ với tôi rằng là cái đứa con trai của chị đang học ở Hoa Kỳ, không hiểu sao nó rất là khó sống được, nó khó quan hệ với bạn bè, nó thấy luôn cuộc sống nặng nề của nó. Tôi có hỏi rằng là vậy gia đình đã đặt ra cho cháu những cái gì quá nặng không? Thì quả tình gia đình đã thường gán cho rằng là con phải xứng đáng với ba, con phải là nhất, con phải là nhất thế này và nhất thế kia. Thực tình những nhãn mác như vậy đã tước bỏ cái tuổi thơ trong sáng của các em và chất lên vai của các em gánh nặng của bản ngã. Những điều này với cá nhân tôi rất là thiết thực, và cuốn sách đã có một số trang phân tích một cách rất dễ hiểu về bản ngã, và nó thực sự là một bài học không chỉ cho tôi mà nó còn giúp tôi như một cái công cụ để giáo dục con cái. Hôm nay nhân được yêu ái của tăng đoàn, tôi đã lạm dụng vài phút như vậy để chia sẻ những cảm xúc rất là cá nhân của tôi. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, share with you a bit of my feelings, my joyful happiness feeling going through lines of this book, Everyday Enlightenment. Today it's I'm 58 years old. By end of by this much time of my career life, not just right now, but more and more every day, and I ask myself why I'm here today in this life. What is the purpose of my life? But the question is coming deeper and deeper every day, and no clear answer yet come to me. But by any chance, I get to know, introduce the book Everyday Enlightenment of Peacefulness. I found overjoyed happiness that I found quite a number of answers from this special book by Holiness. Because before that, I thought enlightenment is something very far out of my reach, or people, normal people's reach, that would take years of practicing with huge effort of due diligence. But with simple wordings, simple way of leading audience into pages and lines of the book, I found that enlightenment and happiness is there in everyday experience. I have, you guys may have different feelings going through different lines, but myself, I have comes into my heart and my mind two most precious aspects of the book that I would most treasure is appreciation and branding of ego. How Holiness explain and walk us through these two aspects for myself, the most precious one. I would explain further that when a tear comes into my eyes, when I go through the lines that describing the relationship between His Holiness and the parents, particularly when Holiness Father, how cherish taking care between the father and the son, and also how the father take care of Holiness, sharing him, taking him to seeing the white horse, which is one of the happy when Holiness was very young. The second thing that I most treasure is branding of ego, because our whole life is very much carried away with the branding of egos. Yeah, I have so many experiences with myself, with my friends, that branding of egos could drive one's life very far from happiness.
have so many experiences, and you guys may have the same experience. May I just share a few words and take a few minutes here, because I would like to give stage to Holiness and open questions to more of to all of you. I wish you a good journey through every single line and single page of the book. Thank you very much indeed. Xin chân thành cảm ơn phần giới thiệu dẫn nhập rất là cảm động và ý nghĩa của tiến sĩ Thắng. Đến sau đây sẽ là cái phần chúng ta mong đợi nhất, là phần giao lưu trực tiếp giữa Đức Pháp Vương và các nhà báo cũng như là các cử tọa có mặt ở trong khán phòng ngày hôm nay. Xin chúng ta có một phút để thỉnh Đức Pháp Vương chuẩn bị micro. Xin các nhà báo chúng ta cũng chuẩn bị các câu hỏi. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian từ 7 đến 10 câu hỏi đối với Hào thôi ạ. Sau đấy thì sẽ đến cái phần khai trương, khai mạc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật khu vực Tân Hồ. Kính thưa chư Tăng Ni, các quý khách và quý vị Phật tử, chúng con xin cung thỉnh trên Đức Pháp Vương có đôi lời chia sẻ trước khi chúng ta vào phần câu hỏi. My brother, my sisters, my devotees, and also the entire followers of Lord Buddha and his teaching. I would love to say and take this opportunity to say very good morning to everyone over here in this. Lần đầu tiên, Đức Pháp Vương xin được có lời chào đến tất cả chú Sư Tăng Ni, quý quan khách, quý vị Phật tử có mặt ngày hôm nay trong buổi lễ ra mắt cuốn sách, và có chào đón ngài đến buổi lễ đầu tiên trong hành trình tại miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị có mặt ở đây ạ. Especially, I want to thank you for coming to the launching the Everyday Enlightenment, and I have a strong wish and trust that many of the readers of this book will get enlightenment. They will be enlightened by reading the books, like what he said right now, that he understood that the enlightenment is not very far from us. It is within ourselves. That itself is a minor enlightenment. So therefore, I'm hoping that every reader will get some sort of an enlightenment to start with. Tôi cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để tham dự buổi lễ, buổi giới thiệu sách Giác Ngộ Mỗi Ngày hôm nay. Và trong tâm nguyện của tôi, niềm tin của tôi đối với tất cả quý vị, những độc giả sẽ gặt hái được những sự hiểu biết, những sự giác ngộ như tiến sĩ Thắng vừa nói. Chúng ta sẽ ít nhiều gặt hái được những sự giác ngộ, bởi sự giác ngộ hoàn toàn không xa cách với cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều khía cạnh, và mỗi chúng ta sẽ gặt hái được một số những cái khía cạnh hay sự giác ngộ tốt đẹp để cho cách sống của mình tốt đẹp hơn. What he said right now, it is very, very inspiring, very encouraging.
I was also wishing that everyone will understand that. And he really proved that all the reader will get something. That's for sure. So I want to thank him also. Besides, of course, he not only that, he has been very kind to every one of the Vietnamese by letting my teaching to sort of grow and to be understood by the people, so that the people will understand generally from media point of view. But not only that, by saying this word just now in his lecture, gave me very kind of a confidence, and that makes me feel that everyone must be getting a little bit out of my book, which is not wasted, you know. That actually means not wasted the ink, not wasted the paper, not wasted the effort and time of writing books. If some of the reader learn something from there and change their lifestyle from sorrow to the happiness. Tôi cũng vô cùng cảm động bởi lời phát biểu của tiến sĩ Thắng, thực sự là một sự khích lệ, là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, những độc giả, và mong rằng tất cả những độc giả, như tâm nguyện của ông ấy đã nói, mỗi độc giả chúng ta sẽ gặt hái được gì đó trong cuốn sách này. Và tôi cũng rất cảm ơn ông Thắng. Bên cạnh việc phát lời phát biểu này, ông cũng đã rất là hoan hỉ để phát sóng tất cả những giáo pháp của tôi trên các cái chương trình mạng của ông. Bởi vậy, rất nhiều người đã được biết đến giáo pháp Phật Pháp thông qua mạng Internet. Và trong lời phát biểu của ông đã giúp cho tôi thêm cái sự tin tưởng rằng cuốn sách này sẽ, mỗi người đọc sẽ đón nhận được những điều hay, những lẽ sống tốt để chúng ta không lãng phí. Thứ nhất là không lãng phí chính cuộc đời mình, và không lãng phí sách vở, thời gian, giấy bút, tiền bạc để in cuốn sách, cũng như không lãng phí mà tôi đã viết lên và giới thiệu lên cuốn sách này. Bởi vậy, tôi xin chân thành cảm ơn ông. Thank you very much for coming and participating in this launching ceremony. Thank you once again. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, khách quý, đại biểu và tất cả các Phật tử có mặt tại đây trong buổi lễ giới thiệu sách hôm nay. Chúng con xin cảm ơn những Phật tử của Đức Pháp Vương ạ. Sau đây là đến phần giao lưu với Đức Pháp Vương. Xin các quý vị nhà báo chúng ta sẽ giơ tay lên để cho biết câu hỏi của mình, và chúng tôi sẽ trình bày các quý vị. Xin mời quý vị ạ. And that will be next would be Q&A, the distribution from press and media. Please prepare yourself with the questions. This is your golden chance. Các quý vị đang chuẩn bị nhanh câu hỏi, đây là cơ hội vô cùng quý báu để được cùng giao lưu với Đức Pháp Vương. Xin mời chị đại diện của báo VN Express rồi không ạ? Quý mật của tâm là một người biết quan tâm đến người khác.
và bí mật của hạnh phúc trong cuộc sống là mỗi người biết san sẻ hạnh phúc đó cho mọi người. Thì xin kính xin Đức Pháp Vương giải thích thêm về quy luật này để mọi người có thể tìm thấy được an lạc. Dạ xin cảm ơn. Xin các quý vị được hân hạnh ở các ngày thì từ trường rất mạnh, nên là tôi cũng rất là run, nên quý vị cứ xin thêm nêu từng câu hỏi một ạ. I'm very moved to be nearby Holiness, so she asks very long and too many questions. When I ask audience, please one by one. She's from Vietnam Express. The first question is on behalf of the young audience. The book has been introduced to Vietnam a very short while for now, until now. She found herself many great experiences going through the lines of the book. But she afraid that for young people, being taking happiness and enlightenment into daily activities is a bit challenging. So if Holiness has further advice for the young audience, we would very much appreciate that. You're quite right. Sometimes the happiness should not be the focus of our life. You know, we as a human being, we should not be focusing only for happiness. We should be focusing our life to more beneficial than the happiness. Happiness is really the one that we wish, we all equally wish. Not only human being, but the dogs and the horses and the sheep and all these animals, even the insects, they want happiness. So therefore they're running around for happiness. So we as a human being, we should not only look for happiness or enlightenment. Enlightenment is really the ultimate kind of happiness. Ngài nói rằng quả thật các bạn nói hoàn toàn đúng. Nhưng theo tôi thì chúng ta không nên chỉ chuyên nhất tập trung vào việc mong cầu hạnh phúc. Dĩ nhiên, đời người đa phần chúng ta ai cũng mong cầu hạnh phúc. Nhưng cách tốt hơn, chúng ta nên tìm cách nào để sống đem lại lợi ích cho mọi người nhiều hơn là chỉ mong cầu hạnh phúc. Bởi nhu cầu mong cầu hạnh phúc không phải chỉ có loài người, mà kể cả những con chó hay những loài vật trùng nhỏ nhất nhất nhít, chúng nó cũng luôn luôn tìm cầu hạnh phúc. Bởi vậy, các loài động vật nó cũng chạy và tìm kiếm mọi cách để thỏa mãn và cái mà nó gọi là hạnh phúc. Chúng ta là con người thì việc mong cầu hạnh phúc chúng ta không nên tập trung nó là lý do duy nhất của đời mình, mà nên chú trọng vào việc sống đem lại hạnh phúc và lợi ích cho người khác nhiều hơn. So we as a human being, and especially the youngsters, young people, we should really dedicate our activities for benefiting others. And if you are active on benefiting others, you will be genuinely happy as a return. When you are able to do something good for others, you will feel genuinely happy. I'm not talking about a kind of, let's say, happiness that you gain from drinking, happiness that you gain from dancing, or singing song, or joining in a concert, then you feel happy for that moment. So that sort of things are not that I'm talking about, that sort of happiness. But the genuine happy, almost permanent happy or something like that, can be gained from activities of helping others, humanitarian activities. That is very important to be followed or to be practiced by especially the youngsters, because they have full of energy, they have full of wisdom. And now why they don't use it in that sense, in that way, in that direction? If they cannot do that, they cannot use it in that direction, then it's a great sorry. So therefore, youngsters, rather than looking all the time for happiness,
namby-bamby kind of thing. It's much better to go for a little hardship in order to help country, in order to help neighbors, in order to help family members, in order to help sick people, you know, less fortunate people or beings like a dog, animal, to serve, to preserve the nature, to preserve the animal, to save the suffering of animal. All these activities, we should put more effort for that. That is the really the correct way of utilizing the energy of our life. Chúng ta, nhất là những thế hệ trẻ, tất cả các bạn trẻ, chúng ta nên hướng các hoạt động của mình vào mục đích cho lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho người khác. Và khi chúng ta có thể làm được như vậy, thì cái suối nguồn hạnh phúc chân thật nhất nó sẽ trở về chúng ta, nó sẽ chảy trở lại chúng ta giống như một sự đáp đền. Chứ hạnh phúc ở đây, hạnh phúc chân thật ở đây tôi nói nó không phải là loại hạnh phúc mà khi chúng ta có được rất nhiều tiền, không phải loại hạnh phúc mà chúng ta có khi chúng ta uống rượu hay ở sàn nhảy vũ trường hay chúng ta những hạnh phúc thế tục. Tôi không nói đến những loại hạnh phúc đấy, mà tôi muốn nói đến cái niềm vui, cái hạnh phúc chân thật chúng ta có được khi chúng ta biết sử dụng toàn bộ cái năng lực và sức khỏe cũng như năng lượng trí tuệ của mình vào mục đích phục vụ cho người khác, đem sự an bình cho người khác. Lớp thế hệ trẻ chúng ta là thế hệ đầy năng lượng, đầy sức khỏe, đầy sức mạnh và đầy trí tuệ. Tại sao chúng ta không sử dụng trí tuệ của mình, năng lượng của mình theo cái phương cách để tìm mục đích làm lợi ích cho người khác, mà cứ chỉ nhắm, không nên chỉ cứ nhắm theo tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta nên cố gắng, đừng lãng phí. Nếu chúng ta chỉ sống và lo cho hạnh phúc của cá nhân mình thôi, tôi nghĩ rằng như vậy là một cách sống rất là lãng phí năng lượng, lãng phí trí tuệ. Bởi vậy, theo như tôi, cách để chúng ta sống thật sự có được niềm vui chân thật, chúng ta sẽ hướng cuộc đời mình, năng lượng và trí tuệ của mình, sức khỏe của mình vào mục đích trợ giúp. Chẳng hạn chúng ta làm những công việc có thể giúp ích cho đất nước, giúp ích cho bè bạn, cho gia đình, cho những người thiếu may mắn, cho những người bệnh hoạn, cho những người nghèo khó. Hay chúng ta có thể có những chương trình bảo vệ các loài động vật, hay có những chương trình bảo vệ môi trường. Đó là cái cách chúng ta đã hướng cuộc sống của mình đi đúng đắn để có thể tìm cầu được một nguồn hạnh phúc chân thật nhất. Đó là lời khuyên của tôi. Thank you very much. Xin mời chị đặt câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của Đức Pháp Vương chính là trả lời cho câu hỏi thứ hai của bạn rồi. So your answer is so complex, so special, it covers all the questions from her. Thank you, Holiness. Thank you very much. Xin mời quý vị đặt thêm câu hỏi ạ. Xin mời bạn. Xin mời chương trình của tôi. Most respectful homage to Holiness. I don't know, special feeling just coming out of my heart right now. Cái lòng quy phục của con nó được thể hiện bằng cảm xúc dâng trào, không ngăn lại được. Con xin hết lời đó. Just so precious moments. I actually don't have a question, but I want to take this chance just to pay the most homage to Holiness. Normally in every day, I'm a very much analyzing guy, kind of a curious and analyzing guy, but in front of you, it all disappeared, no question left.
promise to your Holy Blessing. Kính lạy Đức Pháp Vương và Đức Nhất Chính Vương, tính chủ con là Đặng Kim Phương, con ở bên Báo Ảnh Việt Nam và cũng là đệ tử của Phật giáo. Con cũng đã từng được sang Ấn Độ 2 lần. Hôm nay rất vui mừng được sự Pháp Vương ở đây và con muốn ngài giải chỉ dẫn cho con thêm về về trong cuốn sách mà giác ngộ mỗi ngày của Đức Pháp Vương. Con nhắc đến một người thầy và suối nguồn của tình yêu thương, sự gia trì và khích lệ bất tận. Xin ngài chỉ dẫn cho con về tầm quan trọng của bậc thầy và làm sao có thể biết được bậc thầy nào là bậc thầy chân chính để chúng con đi theo, để chúng con đạt được cái bậc giác ngộ. I'm from Victoria Review magazine. I'm myself a devotee, a Buddhist devotee. I have one question about finding guru in our life. As being taught in the book, Holiness has shared that perhaps it's the most important task of a devotee or student is to find the guru, the teacher, the master. Would you please enlighten us further how we could find the right teacher, the right guru in our life, because we found it such a tough task. If I remember correctly, I think I said something quite clear. How to sort of find the master. But maybe it is not very clear. Maybe when it is translated into different languages, because now it is maybe 16 to 20, maybe 20 over different languages in the world. They have translated, so I don't know, but only God knows or Buddha knows what sort of translation they have done. So, but anyway, just to tell briefly that yes, indeed, the master is very, very important. The master is like a lamp, like a torch. When you have a darkness is around you, the torch is very important. So it's the same thing, similarly that the master is very much needed. I think it is not only just a Buddhist concept. I think it is only all like in Christianity and other lineage or religion also they say the same thing. So they have to be the master is very much needed as a guidance. Especially the Buddha Shakyamuni said that he is not a god, he is not a superior, he is just there to show the right way of developing one's own life. That's all he said. So his religion or his tradition is not known as a religion, it is known as a philosophy of our life. So that is the very important. And we as a Buddhist really need a guideline from a human from a great master here. Yeah. Tôi nhớ là tôi đã nói khá rõ ràng trong tác phẩm của tôi cách làm thế nào để chúng ta có được một bậc thầy giác ngộ, nhưng cũng có thể trong khi phiên dịch đã có thể làm mờ mất nghĩa, bởi vì giờ này đã có tới 20 bản dịch với 20 loại ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, cho nên khó có thể đảm bảo giữ được cái nguyên bản. Cho nên tôi cũng xin nói ngắn gọn như thế này. Quả thật, một bậc thầy giác ngộ là vô cùng quan trọng, rất quan trọng, giống như đi trong đêm tối, chúng ta cần ánh đuốc, cần sự soi tỏ của ánh sáng, chúng ta mới thoát khỏi cái sự vấp ngã hay lạc đường trong đêm đen. Bởi vậy thầy như ánh đèn, như ánh đuốc trong đêm để dẫn dắt chúng ta trên con đường thoát khỏi đêm dài của vô minh trong tối. Điều này không phải chỉ trong đạo Phật, mà tôi nghĩ rằng kể cả Công giáo, kể cả các tôn giáo khác cũng đều nhấn mạnh đến sự tầm quan trọng, sự dẫn dắt của các bậc thầy và Đức Phật Thích Ca. Chính Đức Phật Thích Ca ngài cũng đã từng nói rằng ta đến với cuộc đời này không phải là một vị chúa, không phải là một vị thầy
không phải là một vị Chúa trên trời xuống, mà ta chỉ đến đây để chỉ cho các con đường đúng để đi, chỉ cho các con đường đúng để các con có thể phát triển và hoàn thiện, sử dụng trọn vẹn ý nghĩa đời sống của chính mình. Như vậy, Đạo Phật, Đức Phật đã từng nói như vậy, và như thế chúng ta hiểu rằng Đạo Phật quả thật không phải là một tôn giáo, mà toàn bộ giáo lý của Ngài chính là một triết lý sống, một triết lý giúp chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn, đúng đắn hơn và có lợi ích hơn cho tất cả mọi người. Đấy là lời giải đáp của tôi. Ai cũng có thể hiểu được với lý thuyết là như vậy, nhưng có phương pháp nào để biến cuốn sách đó nó giống như là chúng ta phải ăn mỗi ngày và phải uống mỗi ngày ạ? Xin hết. Most restful promise to Your Holiness. Maybe we just have received the books, or we didn't go through it very well yet. Maybe Holiness has enlightened already in the book. But the name of the book, it's the title of the book itself, it's so attractive that it's everyday enlightenment. But it's like a capsule, how we have a capsule, a daily capsule, like one a day kind of capsule that Holiness can give to us right now, that we can have enlightenment in our daily life. The everyday enlightenment is a very much the fact. It is not only to just attract the reader, but it is really the fact, you know, because the enlightenment, as I said, every minute, every moment is an enlightenment. It is an education. It is a learning point. It is definitely a turning point and learning point of our life. Every moment, everything, whatever is happening in our life, is definitely a great teacher, great teaching itself. So that is very much the enlightenment. The life is great in that sense. I am always saying, you know, why don't we use it? Life is so great. Why don't we appreciate it and use it? Even though that there is a bunch of animals, a bunch of beings are suffering, but that itself has to be utilized so that we have lots of things to do, to do humanitarian work, to save the beings out there who are suffering. So that means that beings are giving us a job, they're giving us the opportunity to get more enlightened. So therefore it is a great thing that the people are suffering, animals are suffering. Great thing in the sense, great thing for us to motivate it, you know, it's a great chance for us. So therefore, overall, I would say life is great in that sense. So this is the reason why I sort of named that this book is an everyday night. Theo tôi, cuốn Giác Ngộ Ngục Ngộ Mỗi Ngày không phải chỉ là hấp dẫn mà thực sự có ảnh hưởng rất tốt đến đời sống của chúng ta. Mỗi giây phút, mỗi khoảng khắc của cuộc đời này, chúng ta cần đều tỉnh ngộ, cần phải giác ngộ. Bởi vậy, những trong cuốn sách này không phải là chuyển hướng mà là sự học hỏi của chúng ta trong từng giây phút trong đời sống. Đời người vô cùng quý giá, vô cùng vĩ đại. Tại sao chúng ta không tận dụng cái đời người quý giá của mình vào những việc có ý nghĩa trong kiếp người này? Xung quanh chúng ta còn bao nhiêu người đang phải khổ đau, bao nhiêu loài đang đau khổ. Tại sao chúng ta không sử dụng cuộc đời của mình để nâng đỡ những nỗi khổ của mọi người, mọi loài xung quanh chúng ta?
chính những sự khổ đau của mọi người và mọi loài xung quanh chúng ta là một nguồn khuyến khích, là một cơ hội lớn cho chúng ta để chúng ta tận dụng đời sống của mình một cách có ý nghĩa nhất. Bởi vậy, đối với tôi, cuộc đời thật có giá trị, thật có ý nghĩa, nên chúng ta nên cố gắng sử dụng nó để tận dụng cuộc đời này một cách toàn vẹn cho sự lợi ích và nâng đỡ cho người khác cũng như cho mọi loài khác. Tôi biết chị Liên đã đủ kê toa đủ, Pháp Vương kê toa đủ chị Liên chưa? Xin mời các quý vị phóng viên tiếp tục đặt các câu hỏi lên trên Đức Pháp Vương ạ. Xin mời chị ở dưới ạ. I'm from Labour magazine, newspaper. We have been watching it here, the holiness message when others come here, but maybe from the southern people from Ho Chi Minh City, we would love to have the message from holiness when it comes to Vietnam this time, for this trip, if we have it. To the Vietnamese people. Phần tâm linh, văn hóa tâm linh đấy. Xin chị em, câu hỏi thứ hai ạ. Cái phần thứ hai của chị là chị hỏi về cái nhận xét của ngài về cái văn hóa tâm linh của người Việt. And also may we have holiness comments on spiritual culture of the Vietnamese people. In terms of message I gave to Vietnamese, I don't really have any other messages rather than what I have been saying every day, everywhere, wherever the gathering is. But of course, the spiritual culture of the Vietnam, of course, it's a wonderful thing. The Vietnam spiritual culture is a very wonderful, superior, and also magnificent one. That I can understand, and I can sort of, assure every one of you that your spiritual culture is wonderful. It's wonderful because it is based on mainly Buddhist teaching, Buddhist way of leading one's own life. But I am here, you know, you please don't misunderstand. I'm not telling this because I'm a Buddhist. But the Buddha Shakyamuni is entirely internationally known as a peaceful, Buddha, the peaceful teacher, abbot. Buddha represents nothing but peace. Everyone knows in this world, everyone, no matter whether they like Buddhist or not, whether they are Buddhist or not, whether they maybe they don't understand about the Buddhist at all, but they understand the Buddha. For example, if you go to a shop, just a shop, ordinary shop, first thing is they wanted to show the Buddha statue there, just to say, please come in, I'm peaceful. So, you know, this actually means that Buddha represents the peace. So therefore, the Buddhist, the spiritual culture of the Vietnam is very much peace, very much understanding, very much the wisdom based. So therefore, it is very good. But I have something to say on that. Culture is good, spiritual culture we have is very good, but obviously not many people understand,
not many people follow. That is the problem. That is the problem everywhere. It's not only in Vietnam. They have so very good culture, they have very good history, they have very good, nice thing to follow, but they don't follow. They follow their own sort of, let's say, emotional way. So then they kill each other, they cheat each other, they abuse each other. For example, of course in Vietnam also, in Hanoi, like a south part, no, the north part, like they abuse dogs. This is not right, actually. This is not spiritual culture. It's not a good thing. I mean, but we abuse the dogs and eat the dogs. We abuse the animals and eat and cheat, give them very bad time. And also, many people may be abusing people also. So people abuse people. People abuse the human animal. And overall, we abuse the nature. We abuse the water, we abuse the tree, we abuse the air, we abuse the earth. So all the elements are abused. I mean, this is what, I mean, many people does. I mean, the whole world, majority of people does. Maybe it's in ignorant, maybe it is, I don't know why, but they have the bad karma. So therefore, as a solution, what we have to do is we have to learn more culture thing, more spiritual culture, more Vietnamese culture, deeply. We wanted to be, you know, you guys wanted to be real Vietnamese, you know, very nice, good Vietnamese, based on Mahayana teachings of Lord Buddha. That needs to be understood. And there you will find that abusive way of leading life is not at all the Vietnamese culture. That's for sure. You will learn that, for sure. No matter whether you are a worshipper or not, whether you are a believer or not, whether you are Buddhist or not, doesn't matter. You will learn that. You will know that. That is my request, that you have to learn, educate more deeply, so that you will understand what sort of way of leading your life needs to be practiced. Những thông điệp mà tôi đã từng chia sẻ mỗi lần được gặp gỡ ở trong tất cả các pháp hội, có lẽ không có gì hơn những gì tôi đã nói. Còn nói về vấn đề văn hóa, tâm linh của người Việt Nam, thì tôi có thể nói rằng quả thật là rất tuyệt vời, bởi rất tuyệt vời, rất có ý nghĩa, rất sâu sắc, bởi văn hóa tâm linh của người Việt Nam dựa trên nền tảng căn bản giáo lý của Đạo Phật. Đương nhiên xin các vị đừng hiểu lầm rằng tôi là một người đệ tử của Đức Phật nên tôi ca ngợi Đức Phật. Điều này không phải như vậy, bởi tất cả chúng ta ai cũng biết rằng Đức Phật là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Chúng ta, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, trên thế giới này, khi nói đến Đức Phật, họ có thể không hiểu gì về giáo lý của Ngài, nhưng khi nhắc đến Đức Phật, ai cũng hiểu rằng Ngài là biểu tượng của sự an bình, của hòa bình và hạnh phúc. Chúng ta có thể vào các cửa hàng, một cửa hàng rất bình thường, cũng thấy họ bày tượng Phật như một biểu tượng của sự hòa bình. Bởi vậy, tôi biết rằng người Việt Nam có một cái nền tảng văn hóa tâm linh dựa trên Phật Pháp cả 2.000 năm. Bởi vậy, văn hóa của người Việt quả thật là rất tuyệt vời, hòa bình, đầy sự hiểu biết. Nhưng vấn đề ở chỗ không nhiều người lắm chúng ta hiểu sâu sắc và thực hành theo cái văn hóa đấy. Chúng ta đã không hiểu sâu sắc và thực hành, bởi vậy chúng ta mới có những việc làm như lừa đảo lẫn nhau, hay đối xử với nhau theo cách không tốt, hay giết hại nhau, vân vân. Chẳng hạn như ở Hà Nội, tôi đã từng thấy, đi qua đường phố, tôi đã từng thấy rất nhiều chó bị giết và treo vào các cửa hàng. Họ đã giết chó, bán thịt chó và ăn thịt chó. Theo tôi, đây không phải là văn hóa của người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng ta không có quyền giết hại và làm hại những loài chó. Nó cũng rất là gần gũi với chúng ta. Rồi không những giết chó mà đôi khi có người họ còn giết cả người nữa. Rồi chúng ta còn làm hại cả môi trường.
làm hại như ô nhiễm bầu không khí, làm ô nhiễm nguồn nước sạch, phá hại rừng cây. Và không phải chỉ là người Việt, tất cả thế giới, phần đông mọi người trên thế giới họ đang sống và thực hành theo cách này. Bởi vậy, lời khuyên của tôi là mọi người nên cố gắng học một cách sâu sắc, hiểu biết một cách sâu sắc hơn nữa về văn hóa của người Việt Nam. Bởi văn hóa của người Việt Nam dựa trên nền tảng căn bản giáo lý đại thừa của Đức Phật, để chúng ta hiểu rằng văn hóa của người Việt là văn hóa của sống từ bi yêu thương và những hành thiện hạnh để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng ta cần học nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, trân trọng và theo cái nền văn hóa rất đẹp, nền văn hóa rất sâu sắc, rất tuyệt vời đó. We have received a question from a business person audience here today. That Holiness has mentioned in the book that this one title of the chapter is "Slow Down to Realize," because as in modern life and particularly with business people, we have very busy daily life. But we also see that Holiness from the media, from the internet, we understand that Holiness is very busy, and with the life pace, my path is very fast also. You have achieved so many, have so many achievements. How can we follow Holiness and find a balance between this fast living and sometimes to slow down to realize? This is the question. Xin quý vị có một câu hỏi từ một doanh nhân gửi lên này, là được biết rằng là ngài có một cái chương sách là chậm lại để chiếu soi. Tuy nhiên là con thấy rằng là qua việc tìm hiểu truyền thông của internet thì ngài, các hoạt động của ngài rất là nhanh, ngài đạt được vô cùng nhiều hiện hạnh và thành tựu trong cuộc sống, trong cuộc đời này. Thế thì làm sao con theo được ngài trong cái việc vừa đạt được thành tựu, vẫn có cái cuộc sống nhanh mà lại cũng thỉnh thoảng cũng đạt được cái sự chậm lại để chiếu soi như thế từ ngài? Đây là câu hỏi của một doanh nhân. Yes, indeed. It sounds quite contradictory that I myself love to keep myself busy. And then in my book said that you have to be slowing down. So it really is a contradictory. But obviously one has to understand that physical and the mind state of the life, there is a two. Mind needs to be slow and the physical needs to be kept busy. These are very two important method as a solution, very important. Physically you have to be always busy, because for example brain, if you don't exercise, give it an exercise, or the channel or the vein and the air, it needs to be exercised, and physical, the bone and also the muscle, all these things are moved. It has to be moved and exercised in order to keep yourself fit, and at the same time you will be able to help others. There are, as I mentioned, the principal vow of the Buddhist teaching is to help others, not only human being but others, dog, horses, tree, water, planet, you know, all whole entire planet. So these two comes together, exercise and helping others, it comes together. Why can't you do that? So it needs to be exercised, it needs to be practiced. Actually means you have to be, you ought to really keep yourself very busy physically, but mentally slow down. Because if your mind, if you don't slow down the mind a little bit, the peace, the pacify, the give yourself a mind, a little room to think and to investigate, that is the way the smartness comes. That is the gap that you have to give for smartness to come in.
Otherwise, the smartness has no room to come in. It's too busy. Too many things are happening in the mind, and so smartness doesn't come. If the mind is, spinning. It's like a wheel spinning too strongly, too quickly, so that there is no room for the mind to relax. And what happens when the mind is not relaxed? Then there is no room for the smartness to come. If you like, you can call it wisdom. The wisdom will never come. It doesn't mean that wisdom is not there, but wisdom has no room to sort of play its role. So therefore, mind solution is that mind needs to be relaxed a little bit so that the smartness comes in, so that you will act correctly, not wrongly. The anger comes, yes, anger comes, but then if you give yourself a room to think about, what should I do? Should I revenge, or should I do what? Then you have a time to think about it. So that way hopefully your anger will die down and peaceful will reveal, the peace will reveal, or some negotiation will come in. I don't know, whatever. There is some many, many solutions are there. Otherwise, if you don't give yourself a room to play, the smartness comes in, then you will definitely jump and then cry and then break the things, because the anger is so strong. So you don't give the room for the anger to think about it, then that's it, finished. That is the way you become a very bad person. But you are not very bad. Naturally, you are not very bad. But the thing is that you are not giving your time. Relax. Relaxation. Slow. You know, slow the spinning of your mind. Slow down. And think about it. That is the thing. That is the message that I was trying to say. By slow down. That doesn't mean you please go to bed, sleep, don't do anything, you know, sleep and eat, that's it, and go to toilet, that's all. Don't do anything. No, this is not my message. Với câu hỏi này tôi cũng xin giải thích một chút. Tôi nói rằng chúng ta nên sống chậm lại. Ở đây tôi muốn nói đến khía cạnh chậm lại của tâm lý. Còn đối với thân thể thì đương nhiên với thân thể vật chất chúng ta cần rất năng động, cần rất bận rộn. Chứ không các Phật tử nghe thì cảm thấy là mâu thuẫn. Bởi chính tâm tôi thì tôi thấy về mặt thân thể hoạt động thì tôi luôn luôn là người bận rộn. Nhưng tôi lại viết trong sách là cần phải chậm lại. Cho nên tôi xin giải thích là chúng ta nên bận rộn và năng động về mặt thân, và với tâm lý chúng ta nên chậm rãi lại. Bởi vì nói về hoạt động của thân thì tất cả như là bộ xương của chúng ta, hay các kinh mạch, hay thần kinh, hay trí não của chúng ta đều rất cần hoạt động. Nếu chúng ta không hoạt động, nó sẽ bị liệt. Bởi vậy, cho nên với thân thể vật chất này, chúng ta với thân thể vật lý này, chúng ta phải sử dụng nó thật năng động để giúp đỡ cho mọi người, giúp đỡ cho người khác. Không phải chỉ là giúp đỡ cho loài người, mình có thể giúp đỡ cho cả những loài động vật như những loài chó, vân vân, hay là giúp đỡ cho môi trường, cây cối, không khí. Tất cả đều cần sự trợ giúp và cần những hoạt động của chúng ta để trợ giúp. Còn nói về mặt tâm lý, tôi khuyên các và bạn nên chậm lại. Bởi vì tâm lý chúng ta là một chuỗi sinh diệt. Chúng ta quá nhiều thứ đầy ắp mọi chuyện trong tâm của chúng ta. Nào tham sân, nào ước vọng, đủ các chuyện. Cho nên chúng ta không bao giờ có một khoảng không gian, có một cái chỗ để cho cái sự bình lặng, an bình, hay cái chỗ cho trí tuệ phát triển. Vì nó hoạt động quá nhanh, cho nên trí tuệ không phát triển, sự nghỉ ngơi không có. Tâm của chúng ta cứ hoạt động suốt trong 24 giờ, làm việc liên tục, không dừng nghỉ với những việc vô cùng viển vông và vô nghĩa. Không phải là chúng ta là người không có trí tuệ, không phải là chúng ta không là người không có an bình, mà
tâm chúng ta quá bận rộn với nhiều thứ, tư duy, suy nghĩ, cho nên nó không có chỗ để trí tuệ phát sinh, không có chỗ cho sự an bình khi hiện khởi. Do đó, chúng ta sẽ có những hành, do vì tâm không có trí tuệ và không có an bình, mọi hoạt động của chúng ta, mọi hành động của chúng ta nó sẽ không đúng. Bởi vậy tôi muốn nhắc nhở tất cả các bạn là chúng ta hãy để cho tâm mình chậm rãi lại, để nó có khoảng không cho trí tuệ hiện khởi, cho sự an bình hiện khởi. Và khi đã có trí tuệ dẫn dắt thì mọi hoạt động của chúng ta, mọi hành động của chúng ta nó sẽ rất đúng đắn. Tôi lấy ví dụ, khi tâm lý chúng ta đang tràn ngập bởi cơn sân giận, rất là tức giận, chúng ta lúc đấy nếu chúng ta có thể chậm lại và dành một chút tư duy, suy nghĩ xem mình nên như thế nào, nên xử lý công việc như thế nào, nên bộc lộ cái tức giận của mình như thế nào. Chỉ cần tôi nghĩ một vài giây phút thôi thì có lẽ cái cơn giận của chúng ta chắc chắn sẽ giảm xuống và sự an bình trong tâm sẽ hiện khởi. Bởi vậy tôi nghĩ rằng có rất nhiều giải pháp để giúp cho chúng ta chậm tâm lý của mình, tìm được sự an bình và có chỗ cho trí tuệ dẫn dắt chúng ta, cho sự hiểu biết dẫn dắt hành động của chúng ta. Nếu chúng ta để tâm mình ngập tràn trong trạng thái tức giận mà không chậm lại để cho trí tuệ dẫn dắt, có thể chúng ta sẽ nhảy lên gào thét, đánh đập hay khóc lóc, và như vậy chúng ta sẽ là một người rất xấu. Bởi vậy cái thông điệp mà tôi muốn nói đến trong sách là chúng ta nên chậm lại trong hoạt động của tâm lý, tức là luôn luôn cân bằng, giữ bình lặng trong tâm, để trong tâm mình có chỗ cho trí tuệ hiện khởi để dẫn dắt mọi hoạt động của chúng ta. Chứ tôi không khuyên các Phật tử là đừng làm gì cả, chỉ về phòng ngủ này, ăn đi cầu và không làm gì. Đó không phải là thông điệp của tôi. Xin cảm ơn những lời vấn từ của Đức Pháp Vương. Thời gian được lân vấn Đức Pháp Vương thì cũng là cái khoảng thời gian rất là diệu kỳ, vì chúng ta cũng sống trong cái từ quang, sự từ bi và trí tuệ của Ngài, nhưng mà cũng diễn ra rất là nhanh, cho nên là chúng ta cũng sẽ chỉ còn một hoặc hai câu hỏi nữa cho báo giới trước theo phần tiếp theo ạ. Xin kính mời quý vị nhà báo có câu hỏi nào thêm thì chúng ta sẽ nêu lên nốt trong này. Xin mời quý vị. Xong cái kia con này. Anh sẽ chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch Đức Pháp Vương, kính theo các tâm đoàn cùng trung tâm ni cùng quý vị nhân. Con hôm nay con muốn chia sẻ để hỏi Đức Pháp Vương một vấn đề là trong đạo Phật, trong cái tám khổ mà cái khổ thứ bảy là oán tám khổ của từ người thân đưa đến cho mình, mà mình đã ứng dụng lời Phật dạy và từ bi và yêu thương tha thứ, nhưng cái người thân đó luôn muốn làm cho mình, nghĩa là phải thân bại danh liệt thì người thân đó mới hài lòng. Thì mình luôn ứng dụng, mình tha thứ mãi, nhưng như thế thì trong cái người thân đó lại là khác tôn giáo với mình, là một người đạo Tin Lành nữa, thì mình vẫn ứng dụng mãi nhưng họ không chịu buông tha mình. Thì như thế thì Đức Pháp Vương có thể chia sẻ để các bạn ở chung trong đây và các duyên nhân đây có thể khi ta gặp những cái đối phương như vậy thì mình phải ứng dụng như thế nào để mà cho nó hài hòa. Most respectful to Mr. Your Holiness. Sometimes we have easy case, sometimes we have a very tough case in our life. I'm a Buddhist devotee. Among the eight sufferings taught by Buddha Sakyamuni, in the seven is suffering from hatred. My question is how we can handle hatred from the people around, particularly from the relatives, even those who are not from the same religions, like Buddhism. Maybe my relatives from Catholic, for example. And in the book, Holiness has mentioned that key to happiness is knowing to bring happiness to others.
And the key to unlock secrets of mind is caring. Could you please guide us more through this handling of hatred and unlocking caring in our mind? As I mentioned before already, a little bit about this, the secret that we have about the happiness. How do you make yourself happy? Means how do you handle the hatred, for example? If you ask hatred. So the how to handle your hatred, or how to make yourself happy, there's a secret. The secret is, as I mentioned, as the Everyday Enlightenment book says, the secret is to guide all the people to happiness. In other words, you can say the secret is to take care of others. If you take care of others, if you do something good, then once you did something for others, you feel happy. That is very much the secret. So actually, you have to train yourself to think about others. So that you will be, think about others means others' well-being. If you think about others' well-being, you will be happy. You will be like a genuinely happy. Right now we are not happy because we are always think about how to make happy ourselves happy. So we always stuck with that sort of attitude. That sort of attitude makes sometimes happy, sometimes. For example, like, you know, at the end of the day, very stressed, so you go to bar and drink alcohol, many bottles. So that's a solution for us to be happy. So you feel very, very happy, relaxed, rest, I don't know, whatever, high. So you feel happy. But that is not the solution, not the real solution. That is the temporary solution. And that will make worse tomorrow, you know, and that sort of thing. So, real solution, what I would say is that, you know, you have to keep yourself busy taking care of others. And that's the way how you that's the secret of making yourself happy. For example, the other day, somebody in Hanoi, somebody asked me the question, how you keep so smiling all the time? How you keep yourself so happy? And this is exactly what I I'm going through. I have lots of sufferings, lots of pain, lots of obstacles. I have same thing, same as you guys, I have. But the only thing I have, something that you don't have, is I know how to keep busy myself, busy taking care of others. So therefore, my spirit is very much up, always alert. And that means always happy, you know, because alive, very much alive. Như tôi đã nói về việc bí mật làm sao để chúng ta có hạnh phúc, thì làm thế nào để chúng ta có thể chuyển hóa hận thù cũng là một bí mật. Bí mật để chúng ta chuyển hóa được hận thù hay chúng ta có được hạnh phúc là cái cách chúng ta làm thế nào chỉ biết nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác nhiều hơn. Nếu chúng ta luôn luôn tập cho mình cái cách tư tưởng luôn hướng về nghĩ đến lợi ích và niềm an vui của người khác, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc,
thực sự an vui. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm thế nào mình có được hạnh phúc, làm thế nào mình có được bình an, làm thế nào để người ta đừng trêu chọc đến mình, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ bị tắc nghẽn trong những tư tưởng như vậy. Và như thế thì càng ngày càng căng thẳng, chúng ta sẽ không giải quyết được. Nếu chúng ta biết đặt sự an bình của người khác lên trên, hạnh phúc của người khác lên trên, thì chắc chắn tâm chúng ta sẽ lấy đó làm niềm an vui cho mình. Tôi nghĩ rằng đấy là một phương pháp đúng đắn để giải quyết tất cả những cái hận thù trong lòng mình. Dĩ nhiên, ngoài đời có rất nhiều cách giải quyết khác nhau. Ví dụ là khi họ cảm thấy căng thẳng, phiền não, mệt mỏi, họ có thể đến quán rượu và uống cả chai rượu. Sau khi uống chai rượu, họ cảm thấy lâng lâng, quên hết mọi chuyện, cảm thấy giống như thăng hoa. Thế nhưng ngày hôm sau thì có lẽ là sẽ tệ hơn. Và tôi nghĩ rằng đó không phải là một giải pháp đúng đắn. Bởi vậy, theo tôi, giải pháp đúng đắn nhất để chúng ta hóa giải những hận thù chính là tình thương yêu và hướng về người khác, quan tâm đến người khác, đặt cái sự niềm vui của người khác quan trọng hơn mình. Giống như ở Hà Nội, một số các bạn đọc đã hỏi tôi rằng làm thế nào để ngài lúc nào cũng có nụ cười trên môi rất là rạng rỡ như vậy. Tôi thật ra chính bản thân tôi cũng giống như tất cả các bạn, có rất nhiều khổ đau, rất nhiều chướng ngại, giống hệt tất cả mọi người. Nhưng có điều tôi có thể các bạn không có là tôi biết cách làm thế nào để quan tâm và hướng mọi hoạt động của mình cho sự lợi ích của người khác. Nhờ vậy mà tâm tôi sẽ luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Bởi vì tất cả những cái vấn đề khó khăn của tôi nó sẽ không phải là quan trọng nữa. Tất cả những cái chướng ngại của tôi, những cái cá nhân nó không phải là vấn đề quan trọng. Mà vấn đề quan trọng đối với tôi là làm thế nào để có thể giúp đỡ được cho người khác càng nhiều càng tốt. Giống như khi ở Việt Nam thì tư tưởng duy nhất của tôi là làm thế nào để giúp đỡ mỗi người Việt Nam mà tôi gặp. Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ những thông điệp và đem đến sự an bình cho mỗi một người và tôi gặp. Ví dụ trong buổi nói chuyện hôm nay, nhìn khuôn mặt của tất cả các quý vị ở đây với cái sự chăm chú lắng nghe, với nụ cười trên môi, điều đó cũng làm tôi vô cùng hạnh phúc. Cho dù có thể các bạn có thực hành được hay không thực hành được, chuyện đó là về sau. Còn ngay giây phút này, tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy rất an bình và hạnh phúc bởi tôi đang có cơ hội để chia sẻ và để làm cho các vị có thể nở được nụ cười. Đó là cái trải nghiệm riêng của tôi. Lastly, I would say, you know, the live to love is like something that I was talking about, something similar. You know, we are living, we are here to serve others. That's all what the philosophy we have to have. Live to love others. Live to, not live to hate others. Live to love others. So that is the solution, how to make yourself happy. That is the thing. Despite of ups and downs, lots of ups and downs. As I said, I have lots of problems, but this is not important at all. The important is live to love, for example. That is the reason my very important movement in all over the world internationally. Many, many, many countries now they have the movement going on. Like here also in Vietnam also we have. So, that's how to really sort of like utilize our energy to for humanitarian sake. So that is the thing. So we important thing is we have to understand we are here to serve people. We are here to serve others. We are not here to hate others. That's the kind of inner sort of advice you should give to yourself constantly. Thank you very much. Lời cuối cùng chia sẻ của tôi xin gửi đến tất cả quý vị một thông điệp là chúng ta đến với cuộc đời này, có mặt trong cuộc đời này để trợ giúp người khác, để giúp đỡ người khác. Chúng ta sống để yêu thương người khác, không phải sống để hận thù đối với người khác. Đó cũng là một phong trào sống để yêu thương mà tôi đã phát triển rất mạnh phong trào này khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Việt Nam. Bởi vậy, lời khuyên của tôi là chúng ta hãy sử dụng năng lượng của mình
sự hiện diện của mình để phục vụ và trợ giúp tất cả người khác, để đem đến niềm an vui hạnh phúc cho tất cả người khác, chứ không phải để hận thù. Và nếu có thể chúng ta sống như vậy, tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa đích sống đích thực của mình, và chúng ta sẽ sống tràn đầy hạnh phúc nếu chúng ta biết sống để yêu thương. Thì thưa quý vị, giờ này cũng đã chuẩn bị sang những tiếp theo. Chúng tôi hiểu rằng là còn rất nhiều câu hỏi của phía các quý vị đã được gửi này, cũng như được tiếp nhận các câu hỏi của quý vị thông qua email. Và với thông điệp mà sống để yêu thương và đem yêu thương vào hành động, cũng mong rằng các quý vị trở thành xin viếng thăm trang web homepage của ngài là phucpa.org. Nhấn nút like với trang Facebook của ngài thường xuyên để chia sẻ thông điệp yêu thương, sống để yêu thương ngài với tất cả mọi người, và ủng hộ cuốn sách Everyday Enlightenment, giác ngộ mỗi ngày của ngài. Thank you very much for joining us. Hope that the audience will have many more questions, and please visit our website and Facebook and press like every day and give us a question. Chương trình tiếp theo xin đến phần Đức Pháp Vương bố trí ban ký sách cho các quý vị khách danh dự gian hàng đầu tiên để đại diện cho quý tăng ni Phật tử của Việt Nam có mặt hiện tại tháng dự có mặt ngày hôm nay ở đây. Next in program is the granting of autograph from Holiness for the distinguished guest on behalf of the people of Ho Chi Minh City. Xin các tình nguyện viên chuẩn bị sách lên trên, và xin kính mời chư đại đức tăng ni và các vị quan khách ở hàng ghế đầu chúng ta sẽ đại diện cho các xin chỉ điều này đầu tiên là lên để xin khách giúp ạ. Xin các quý vị Phật tử chúng ta thể hiện sự kính trọng với Đức Pháp Vương bằng cách an tọa ngồi tại nguyên tại chỗ. Ban tổ chức đã sắp xếp có các vị quý khách ở hàng đầu tiên để xin thay mặt tất cả chúng ta tiếp nhận sự gia trì của Đức Pháp Vương thông qua chữ ký. Còn thông điệp giác ngộ ngài đã gửi đến chúng ta như một dấu ấn cho tất cả mọi chúng ta với đại thắng duyên có mặt ngày hôm nay, xin quý vị cùng hoan hỉ ngồi lại tại chỗ ạ. Xin các quý quan khách, chư tăng ni Phật tử ở hàng đầu tiên, xin chúng ta lần lượt đi lên kính xin trên ngài, xin các anh dưới trật tự giúp các hàng sau. Đứng ngoài cánh gà, đứng lên. Chú à, coi coi, chú này nhìn ra. Xin ban âm thanh cho giúp cái clip 1 phút ạ, giới thiệu sách. Mình quay phim để chụp ảnh là thuê đuổi hết, thuê bằng quay phim mà chú người ta chụp ảnh anh cho mình quay phim ra. Xin ban an ninh làm việc giúp quý Phật tử chúng ta xin cúng dường lên Đức Pháp Vương với tấm lòng chân quý nhất, xin chúng ta ngồi tại chỗ ạ, cùng cầu nguyện ạ. Để buổi lễ được trang trọng thể hiện tâm trí thành của người dân Việt Nam lên trên quý ngài, xin chúng ta cùng giữ trật tự ạ. Xin các quý Phật tử đang đứng ở hàng giữa xin lui về chỗ của mình ạ. Cô thích lên TV à? Thank you.
giữ sự trang nghiêm xin quý. Khi các phóng viên lưu xuống vào sân khấu. Yeah.
Giờ này Đức Pháp Vương chuẩn bị Phong Lâm xuống tầng 1 để làm lễ khai mạc cho triển lãm ảnh của quý ngài. Sau lúc này chúng tôi xin được đọc và giải thích về ý nghĩa của triển lãm ảnh về Đức Pháp Vương để đổi bày tỏ lòng tôn kính đối với ngài. Xin quý vị tăng ni Phật tử chúng ta xin cùng và quý vị khách quý xin an toàn tại chỗ để cùng được biết thêm thông tin về chương trình tiếp theo. Xin quý vị hoan hỉ. Các quý vị chưa được ký sách xin quay về chỗ của mình ạ. Thể hiện lòng tôn kính đối với ngài ạ. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi vô cùng hân hạnh được giới thiệu đến quý vị triển lãm Yêu Thương Trong Hành Động, triển lãm tuyển chọn và trưng bày các tác phẩm ảnh, bộ tranh đá quý về cuộc đời, thức nguyện và các hoạt động tiền hành, những thời khắc đẹp và cảm động trên hành trình chia sẻ Phật pháp, hành hương thánh địa Phật tích, trải rộng tình yêu thương và lòng bi mẫn của Đức Pháp Vương đến với mọi hữu tình trên thế giới. Triển lãm đã được khai mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám cách đây 2 tuần và gây tiếng vang lớn trong lòng Phật tử và người yêu nghệ thuật thủ đô. Tác phẩm trưng bày do các nhiếp ảnh gia quốc tế và Việt Nam thực hiện. Họ cũng chính là những người có phúc duyên được đồng hành theo gót sen của Pháp Vương và tăng đoàn truyền thừa trong các hoạt động vì lễ nhân sinh của ngài trải rộng từ khắp các vùng quốc gia trên Himalaya như Ấn Độ, Nepal, Bhutan qua các châu lục khác nhau và tại Việt Nam, được tạo nên từ chất liệu cuộc sống, từ chính những khoảnh khắc chân thực đậm nét nhân văn. Các tác phẩm trưng bày không chỉ giàu tính nghệ thuật mà hơn thế nữa, ý nghĩa khuôn hình vừa ra ngoài không gian triển lãm để lưu dấu vào tâm trí và khơi dậy niềm cảm hứng về giá trị sống tốt đẹp với công chúng thưởng lãm. Dù dưới góc độ nào, diễm kính trung thực cũng toát lên ánh sáng tình yêu thương bi mẫn và trí tuệ giác ngộ từ bậc hiện thân Đức Phật Quan Âm ban trản tới hết thảy chúng sinh trong cõi đời này. Như thế, yêu thương trong hành động chính là tâm nguyện của bậc Bồ Tát dẫn thân trong cõi đời khổ não. Tình yêu thương theo Đức Pháp Vương chính là hành động thiền hành. Khi tâm từ bi được đưa vào cuộc sống thường nhật vì lợi ích bản thân và mọi người thì đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương được trưởng dưỡng trên nền tảng trí tuệ hiểu biết, trí tuệ lại được vun trồng qua nền tảng giáo dục và giáo dục theo cách truyền thống và qua hành động biểu cảm thiết thực để truyền tải cảm hứng về mục đích, ý nghĩa chân chính của cuộc sống đến tới mọi người. Xin các quý vị chúng ta mau cùng lui về vị trí của mình. Thì chúng tôi xin được cung kính trên Đức Pháp Vương và tăng đoàn chuẩn bị giáng lâm xuống tới tầng 1 để chúng ta tham dự phần khai mạc của triển lãm. Xin ban cung minh lễ tân ra cùng chuẩn bị đón cung minh Đức Pháp Vương ạ. Chúng ta ngồi ạ. Chúng ta cùng cung minh đứng dậy để chắp tay đón Đức Pháp Vương. Programs are launching. There's an opening ceremony of the photographic exhibition on stage.
xin quý vị chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh kính công minh Đức Pháp Vương xuống quan lâm tại tầng 1. Chúng ta cùng tụng Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con xin cung thỉnh trên thầy Bồ Tát tụng ạ. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Mình có thể tác nghiệp mọi lúc mọi nơi. Chưa bảo chưa bảo ngồi chụp anh đi này không chụp dễ hiểu. Mấy cái ảnh này bức ảnh đã chụp rồi. Ảnh thì chụp Hà Nội à? Ờ. Ở đâu ảnh này mới? Có mấy ảnh còn chụp mà. Mấy ảnh hai máy. Hai máy ảnh chụp ra quay nhất thì đi làm gì nhá? Đâu? Chạy ra đâu ấy? Đứng yên nào anh Khả ơi. Chốt rồi. Thank you.
bây giờ là khi vừa quay qua thấy cái này cũng là muốn quay ngang để đặt ngang luôn nha, tâm cũng qua tới tâm hình đó là dạng luôn rồi. Rồi lôi đã quay phim. Mở ra luôn.